Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lông Cơ Thành Định ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164668 nha các bác. Và đến hiện nay lên ở cái khung giờ 7 giờ 30 phút cho đến 8 giờ 30 phút hàng ngày, em lại lên một nô máy, báo giá cho bà con nô máy nha. Máy em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu ra, lục giác để vặn cái tay cầm nha các bác. Hình thức bên em mua bán thì trước khi gửi hàng, các bác vui lòng cọc trước 50.000 ạ. Và trước khi nhận và giao số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng, được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và hôm nay nô máy 12 con. Đa phần là những hôm nay mà toàn những cái hàng gọi là hàng tuyển chọn, những cái con mà đẹp, gần như là đẹp nhất để đăng lên để phục vụ các bác nha các bác. Hôm nay có 12 con thôi. Có con HOD. Vâng, ngày nào có một con HOD. Đề được, giật được. Có Honda GX 25 4 thi, Makita 4 thi đẹp xuất sắc. Có Mitsubishi TL 33. Có Maru 32cc. Có những con Maru 26 230cc. Có Mitsubishi TL 261 đẹp xuất sắc ạ. Echo đẹp 90% luôn. Echo Curit. Có một em chân dài Mitsubishi TB 26. Gọi là chân dài là cần nó dài các bác này. Đó. Và hai con Maru Jangma 20cc công suất cỡ nhỏ các bác. Và trước khi review từng con một như mọi khi, em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt nha các bác. Sáng ra hoặc nông này không sử dụng, mình ấn nút bơm xăng nha các bác. Bơm xăng rồi gạt cái le lên. Tùy theo từng cái le nha. Ví dụ cái le bên tay trái các bác lưu ý là gạt, nó phải gạt xuống. Còn những cái le bên tay phải thì các bác gạt lên. Sáng ra hoặc nông này không sử dụng ấy, các bác không phải giật một phát một nó nổ đâu ạ. Ít nhất tầm 2-3 phát cho đến 3-4 phát đấy ạ. Rồi bao giờ giật nó nổ. Lúc nó nổ rồi các bác nhá, các bác lưu ý nó nổ rồi thì nó chết máy hoặc nó không chết máy thì các bác nhấc lên. Đấy, các bác lại hoàn lại vị trí cũ. Con này, cái con bên tay trái thì nhấc lên, còn bên tay phải thì hạ xuống. Đó, rồi giật thêm một cái nữa. Sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì bơm xăng đóng le vậy nha các bác. Còn bây giờ nó nổ rồi á, không cần bơm xăng đóng le nữa. Các bác lưu ý ga lên một tí, ga lên tầm 1/3 nửa ga ấy, bao giờ cũng dễ nổ hơn là không ga nha các bác. Rồi giật nổ. Và cái cách sử dụng này đa phần đến 80% là biết rồi, nhưng mà vẫn còn 20% các bác sử dụng lần đầu chưa biết. Đây là video nào em sẽ hướng dẫn một cái video để test nổ nhá. Và nhớt thì các bác pha tỷ lệ 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những cái dòng nhớt mệnh giá tầm một chai nhớt tầm 60.000 đến 120.000 đồng một lít. Những cái dòng nhớt cao cấp hơn, đắt tiền hơn thì các bác có thể pha tỷ lệ 30-40/1 cũng được ạ. Những dòng nhớt mà tầm 180, 200, 250.000 nha các bác. Và các bác lưu ý, máy 2 thì là phải pha nhớt 2 thì nha. Cũng có rất nhiều trường hợp gửi máy về cho các bác sử dụng lần đầu, các bác cứ tống cái nhớt xe máy vào ấy ạ, Honda vào ấy là sử dụng không được đâu nha các bác. Và hôm nay là lô chữ K. Lô chữ K em sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 12. Bác nào chốt con nào thì tờ đi tờ lại con đó coi. Giá máy, công suất máy, đời máy, hãng máy em đã báo rõ ràng trên kênh rồi nha các bác. Và K1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maru Jangma. Một con Maru Jangma 20cc công suất cỡ nhỏ nha. 20cc lòng 30 ly. Và con này đang sử dụng chế Guamuro, chế 1 kim. Lốc máy dập made in Japan. Số khung máy. Vâng, rất đẹp nha các bác. Tay ga giữ. Đầu bò chắn đá rin cho các bác. Với thương hiệu này thì em sẽ bán giá là 1.300.000 đồng nha các bác. 1.300.000 đồng cho con số K1 ngày hôm nay. Giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác ạ. Tiếp tới là con cô số K2. Cũng Maru Jangma 20cc phiên bản khác nha các bác. 30 ly. Nhưng mà đặc biệt hơn con này sử dụng tum rời nha. Và sắc máy của con này là bằng con sắc máy của con 23cc nha. Đó. Và con này nói như thế vậy thì em sẽ bán giá là 1.400.000 đồng. Sử dụng tay ga giữ. Đầu bò điên cho các bác. 1.400.000 đồng cho con số K2 ngày hôm nay nha các bác. Và cũng tương đối đẹp ạ. Rồi nổ đi em.
1.400.000 đồng nha các bác. Vẫn K3 ngày hôm nay đến với thương hiệu Mitsubishi TB 26 26cc lòng 34 ly nha các bác. Con này đang sử dụng chế Wamoro, chế 2 kim, tum liền, tum nhôm. Đặc biệt hơn con này, nó là một con chân dài nha các bác. Nó so với các cái cần khác ấy, nó dài hơn tầm khoảng 30 phân nha các bác, 30 đến 35 phân. Bác nào mà có chiều cao tầm 1m70 hoặc là 1m80 trở lên ấy, không chắc 70 trở lên hay 80 thì ít lắm. Vâng, thì các bác lựa chọn những con cần dài này nha các bác. Đó, em có thể, các bác có thể so sánh hai cái máy vào. Em cho cái máy kia vào. Đó, hai cái bằng nhau. Đó, cái cần này nó dài hơn tầm khoảng 35 phân nha các bác. Đó, một con chân dài. Và giá của con K3 này là giá của nó là 2.200.000 đồng nha các bác. Mitsubishi TB26 lòng 34 ly, tua nhanh nha các bác. Trục giật trợ lực bằng lò xo. Đó, rất đẹp nha các bác. Giá 2.200.000 đồng nha các bác. K4 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Echokurit nha. Đó, giang ma, nó có chữ giang ma này, nhưng mà giang ma phân phối gì ạ, nó là một con Echokurit. Con này đang sử dụng chế quả ga nha các bác, trục giật trợ lực tum liền, tay ga giữ, vâng, đầu bò ngực chống cuốn cỏ cho các bác. Với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.500.000 đồng nha. Một con Echokurit đẹp xuất sắc luôn các bác, 24cc lòng bộ 34 ly. Đó, made in Japan, sản xuất toàn tính Nhật thôi. Đó, rất đẹp nha các bác. 1.500.000 đồng. Các bác nào cao tuổi thích những con nhẹ nhàng, đó, tay ga ghi đông gọn gàng, có thể luồn đã được rất nhẹ nha. Cái con này chắc tầm khoảng 4kg hoặc 4,2kg thì là trở lại thôi ạ. Rất đẹp. Giá chỉ có 1.500.000 đồng, 24cc lòng 34 ly rồi nha các bác. À, các bác lưu ý sử dụng con này nhá. À, các bác bơm xăng này, cái le này đến nhất là đóng nha. Con này vầy như nó lại ngược lại nhá, nó với so máy bình thường xuống là đóng, lúc nào nổ rồi á, nổ rồi gạt lại, đó bây giờ gạt xuống rồi dần nổ, vâng, nó nổ rồi phải bỏ lại nhá, rồi bắt đầu làm thì bỏ lại. Con này trục giật trợ lực tua nhanh nha các bác. Đó, rất ok. 1.500.000 đồng cho con số K4 ngày hôm nay nha các bác. K5 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261, một thương hiệu được rất nhiều bác săn đón đây. Và với con này thì đẹp xuất sắc cho các bác ạ. Sử dụng tua chế Wamoro, chế 2 kim, lốc máy dập made in Japan, tum rời, tum nhôm cho các bác. Tay ga giữ, công tác luôn trên tay. Với thương hiệu này em sẽ bán giá là 2.500.000 đồng nha các bác. 2.500.000 đồng cho con số K5 ngày hôm nay. Một con Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly đẹp xuất sắc luôn ạ. Chế qua một đồ chế 2 kim chế rin mà trông như chế mới các bạn ạ. Nó còn mới, con này cực kỳ mới luôn ạ. Tiếp tới con số K6 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maruyama MB3030. Con này 30cc lòng 37 ly nha các bác. Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, nó tuy nó 30cc thôi nhưng mà thiết kế rất nhỏ gọn, nhẹ nhàng nha. Con này chắc tầm khoảng 5,5kg thôi ạ. Đã sử dụng chế qua một đồ chế 1 kim. Với thương hiệu này lốc máy có dập made in Japan, dập nổi, số khung máy tum rời, tum nhôm. Những con tum rời của dòng Maru, Mitsubishi, Komatsu, các bác có thể gắn máy xịt thuốc nhá. Đó là những cái dòng tum thông dụng. Đó, có thể gắn được rất nhiều máy. Mitsu gắn vào Maru cũng được, Maru gắn vào Komatsu cũng được nha các bác. Với con này thì tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Tay ga giữ, công tác luôn trên tay. Và con này rất đẹp ạ. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng cho con số K6 ngày hôm nay nha các bác. Maru Jangma 30cc lòng 37 ly ạ.
Tiếp tới con số K7 ngày hôm nay là một con Maruyama nữa ạ. MB261 và một con MB261 26cc lòng 34 ly, sử dụng chế qua một rồi, chế một kim, chế tin cho các bác, cũng tum rời tum nhôm như các bác, và cũng tương đối đẹp đấy ạ. Tay ga giữ, đầu bò tin cho các bác. Với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.900.000 đồng ạ, 1.900.000 đồng cho con số K7 nhá, Maruyama MB261 26cc lòng 34 ly ạ. Vâng, K7 giá 1.900.000, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác ạ. K8 ngày hôm nay là một con Maru nữa, Maruyama MBS320. Con này 32cc lòng 38 ly, đang sử dụng tum rời tum nhôm, tay ga giữ, riêng nguyên bản hết cho các bác. Với thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.300.000 đồng cho con số K8 nha các bác. Cái con này này em bán cũng gọi là bán xả đấy các bác ạ, tại vì lý do là cái vỏ nó hơi xấu một chút chút thôi, cái màu nó hơi ngả màu một chút. Đó, 2.300.000 đồng mà đã có sở hữu một con lòng 38 ly 32cc nha các bác, đến từ thương hiệu Maruyama, chế Guamoro, chế một kim. Có những thương hiệu này lốc máy cũng dập made in Japan, dập nổi nha các bác. Đó, rồi nổ đi em. Vâng, K8 giá 2.300.000 đồng ạ. Vâng, K9 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly. Với những cái thương hiệu này thì về dòng máy bãi về Việt Nam nó không có nhiều, lâu lâu có một vài con em đăng lên cho các bác thôi. Và những cái thương hiệu này rất được nhiều bác săn đón nha. Và giá thành của con này thì cực kỳ cao thôi. Một con máy cũ giá 3.300.000 đồng cho con số K9 ngày hôm nay. Và đa phần những cái thương hiệu này, đa phần các bác biết về nó rồi, các bác phải bỏ một số tiền 3 triệu, hơn 3 triệu bạc các bác mua một con máy lớn như các bác. Với con này thì sử dụng, đang sử dụng bố côn lớn tum nhôm. Cái bố côn này nó dày như thế này, xài 60 năm cuộc đời không hỏng được bố côn được các bác ạ. Với thương hiệu này lốc máy có dập chữ made in Japan, dập nổi nha các bác. Đó, tum rời tum nhôm. Con này riêng nguyên bản 100% cho các bác. Chân chống bảo vệ vì xăng vẫn còn nha. Vâng, tay ga giữ, đầu bò lên cho các bác. 3.300.000 đồng cho con số K9 ngày hôm nay nha, Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly ạ. Vâng, K9 3.300.000 đồng nha các bác. K10 ngày hôm nay, K10, K11 là hai con bốn thì nhá, xăng riêng nhất riêng. Đó. Còn từ K1 đến K9 là hai thì các bác sử dụng nhất hai thì. Hai con này nhất bốn thì chạy như xe máy ạ, xăng riêng nhất riêng, có bùn nhất riêng và xăng trắng thôi ạ. Và K10 là một con đến từ thương hiệu Makita. MM 242 427 27cc lòng 34 ly. Với con này thì đẹp xuất sắc cho các bác nha. Tum liền, tum nhôm cho các bác. Tay ga giữ, đầu bò rin. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2 triệu nha các bác. Đó, từ bao ra Makita. Makita lỗi. Chế có một đô, chế một kim. Và con này đẹp xuất sắc ạ. Chấn chống bảo vệ bánh xăng, tất cả còn nguyên vẹn hết cho các bác nha. 2 triệu cho con số K10 ngày hôm nay, một con 4 thì xăng riêng nhớt riêng nha các bác. Ưu điểm của những cái dòng 4 thì là các bác không phải pha xăng nhớt, đó cứ đổ vậy thôi. Ưu điểm thứ hai của nó ấy, là nó tiếng máy nó rất êm như các bác. Còn nhược điểm của nó chắc chắn rồi, nó ví dụ cùng một cái công suất các bác phải đeo nặng hơn so với dòng 2 thì nhá. Còn chất lượng thì các bác bỏ ra túi tiền 2 triệu các bác mua 4 thì, hoặc là các bác bỏ ra 2 triệu các bác mua 2 thì cái chất lượng nó khả năng là nó cũng ngang nhau thôi. Đó.
Vâng, K10 giá 2 triệu nha các bác. Và K11 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Honda GX25, một con cực kỳ thương hiệu rồi. 25cc, lòng 35 ly. Với con này thì chân chống bảo vệ bình xăng còn nguyên vẹn hết cho các bác nha. À, có cái nhớt của cái dòng 4 thì này, các bác cứ để cân máy như thế này này. Đó, sau này các bác muốn thay nhớt hoặc châm nhớt ấy, đó làm sao đổ cân nó vừa bằng mép này này. Đó, nó không tràn ra ngoài là ok nhá, hoặc nó thấp hơn 1cc nữa thôi. Đó, nó vừa bằng mép này này. Để cân máy vừa bằng mép là ok. Và thương hiệu này thì hôm nay là nó là tum tơi, tum nhôm. Đó, tay có hộp xịn sò cho các bác. Với thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.800.000 đồng nha các bác. Cho con số K11 ngày hôm nay, Honda GX25, đẹp xuất sắc ạ. Vâng, K11 giá 2.800.000 đồng ạ. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay, con số K12 nha các bác. Một con Echo Cupid D. Vâng, đề được, giật được. Đó, rất xuất sắc luôn ạ. Và cái chân này thì nếu mà bảo vệ bình xăng thì các bác vứt cái uịch phát một không thể vỡ được nó rồi. Đó, rất đẹp nha các bác. Đã sử dụng chế Wambro, chế bơm xăng tự động nha. Với con này thì đang là tum rời, tum nhôm. Đó, đặc biệt hơn ở cửa hàng em, ngày nào cũng có một con nè. Độ thêm cho các bác một cái cục sạc nữa nha. Tất cả những dòng máy bã Nhật Bản về hoàn toàn không bao giờ có sạc đâu. Và ông này ông thợ nhà em ấy, ông này gọi là trình diễn, gọi là kỹ năng, gọi là độ chế, nên là ông ấy độ thêm một cái cục sạc này thôi. Đó, giá 2.150.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo, cộng thêm một cái sạc ạ. Đó, rất ok nha. Đặc biệt hơn con này nó có công tắc để còn zin nhất của nó nha. Đó, on, off, mở, tắt. Đó, bây giờ các bác bơm xăng này, những con này bơm xăng này, các bác ấn vào đây tầm khoảng 3 giây. Đó, ga lên 1cc nha các bác. Rồi, ấn, nổ. Quên các bác nhá. Với những cái thương hiệu này thì các bác đề cũng được mà các bác giật cũng được nha. Đó, hơi rất chuột nhá. Nếu mà những cái giòn máy đề thì hầu như con nào cũng dễ nổ rồi. Các bác chỉ giật một tua nó cũng nổ ạ. Đó, rất ok nhá. Mà giá chỉ có 2.150.000 đồng thôi, đã vào ship hết cho các bác rồi. Cực kỳ ok nha các bác. Đó, cái dòng đề này nhà em chắc còn tập chục con nữa thôi. Các bác nào chưa chốt kịp con này, các bác có thể đặt hàng trực tiếp luôn nhá. Vâng, con này rin nguyên bản 100% nha các bác. Đó, rất đẹp ạ. À, 25cc, đó là Echo 253. 25cc lòng 33 ly. Nhưng mà 25cc của cái đời này nó phải bằng 27, 28cc của những đời mới bây giờ nha. Và cái dòng máy này cực kỳ châu bò rồi. Với những con máy đề này nhiều bác rất sợ là không có đồ. À, các bác yên tâm đi ạ. Nó thiết kế hoàn toàn giống một con máy bình thường. Nó thiết kế thêm mỗi bộ đề thôi. Chứ còn trong máy nó y chang nhau như một cái máy bình thường thôi ạ. Nên là cái đồ nó rất thông dụng nha. Vậy em đã vừa báo giá cho bà con nô máy 12 con ạ. Và giá máy em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Bác nào chưa chốt được con nào ở lô này, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh nhá. Để chờ những video tiếp theo, thường phát sóng vào khung giờ 7:30 cho đến 8:30 buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video.